Quân, biểu tượng xe đạp của bạn Quân đây này. Bạn có ước mơ là sau này lớn lên là được mẹ lên lớp 1 ấy, được mẹ mua xe đạp để với anh chở nhau đi học, nhưng mà bây giờ đã không còn nữa. Ý là cả mẹ cả anh và cả bạn. Cô giáo nức nở kể về học trò mất vì lũ quét. Ước được mẹ mua xe đạp, nhưng hai mẹ con bị lũ cuốn rồi. Cô Hoàng Thị Nữ, giáo viên trường mầm non số 1 Phúc Khánh, thuộc điểm trường Làn Nũ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, vẫn còn bàng hoàng khi trận lũ quét kinh hoàng đã xóa sổ cả thôn. Trong đó có 8 học trò nhỏ của cô tử vong thương tâm. Trong số 158 nhân khẩu sinh sống tại Làn Nũ, có 18 cháu đang trong độ tuổi mầm non từ 0 đến 5 tuổi. Trong đó có 10 cháu đi học tại trường mầm non số 1 Phúc Khánh. Tới nay đã tìm thấy 8 cháu không may không qua khỏi, một cháu 3 tuổi bị thương và một cháu còn mất tích. Kể về những kỷ niệm với học trò nhỏ trên báo Thanh Niên, cô nữ xúc động. Ở lớp nhiều bạn ngoan ngoãn, hiếu động hay cười. Bạn Hoàng Phúc Lộc, 4 tuổi, thường tủm tỉm cười khi nghe cô khen. Bạn Lộc đẹp trai thế. Bạn Nông Hoài Nam thích sưu tập siêu nhân, mặc áo cờ đỏ sao vàng. Bạn Quân ước mơ lớn lên làm bác sĩ, chữa bệnh cho mọi người. Quân ước khi lên lớp 1 sẽ được mẹ mua cho xe đạp để đi học cùng anh trai. Nhưng giờ cả mẹ, Quân và anh trai đều đã bị nước lũ cuốn trôi. Cô nữ bùi ngùi, những vật dụng còn lại của các con sẽ trao lại cho gia đình sau khi lực lượng chức năng tìm thấy hết những người mất tích. Bé nào còn bố mẹ, anh em họ hàng thì giữ làm kỷ niệm. Còn những gia đình nào mất hết thì cô nữ sẽ giữ lại là kỷ vật cuối cùng mà cô trò được học, ăn ngủ cùng nhau với rất nhiều kỷ niệm. Trên VTC News, cô Mai Hồng Nhung, 43 tuổi, chủ nhiệm nhóm lớp mầm non 5 tuổi nghẹn ngào. Suốt mấy ngày qua, cô gần như trắng đêm, liên tục đi cùng cơ quan chức năng tìm kiếm, mong có thêm phép màu. Mấy ngày trước, cô Nhung còn hẹn các con vào dịp Tết Trung Thu năm nay sẽ cùng nhau làm đèn ông sao. Các con còn tranh nhau, hứa sẽ làm đèn lồng đẹp nhất để dành tặng mẹ và cô giáo. Nhưng tất cả những hẹn ước này đã không thể trở thành sự thật sau cơn lũ quét kinh hoàng. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức bão lũ đáng chú ý hiện nay.